Đây ạ, hôm nay em quay clip nói về dòng xe VinFast cho các bác đây ạ. Bởi vì hàng ngày em quay âm thanh đấy, thì con xe này nó để đằng sau chỗ tường. Có nhiều bác bình luận và hỏi là thời gian sử dụng nó thế nào rồi để các bác ấy mua, hoặc là nó có gì, nó có những cái gì trục trặc hay có vấn đề gì không. Thì báo cáo các bác là hôm nay em rỗi rỗi thì em quay cho các bác. Xe thì của em thì em đã mua được, bác theo dõi thì bác biết rồi đấy, được khoảng hơn 6 tháng rồi. Thì đối với cái xe này thì báo cáo các bác là về phía trước thì em đã thay đèn rồi. Về đèn của VinFast thì nó không được sáng lắm. Nói chung là để anh em thích chơi, nói chung là để theo đạt yêu cầu, theo quy tắc đạt yêu cầu của họ thì họ vẫn làm như vậy, vẫn có thể dùng ok thôi. Nhưng mà bên em thì em về em đã thay rồi, độ lên đèn bi rồi, độ đôi bi rồi đấy. Được chưa? Về đèn thì không nói rồi, nói chung là những cái đấy đâu đơn giản đấy, không nói. Về phần máy thì cũng như nhiều lần em nói rồi đấy, riêng máy của BIM này, của BIM BMB thì khỏi phải hỏi là máy rồi. Máy này không gầm, không nói nữa. Về độ chắc chắn của thân vỏ thì báo cáo các bác là chắc là con này nó vô địch mà. Độ chắc chắn của thân vỏ thì con này nó là vô địch, bởi vì nó hơn 2 tấn rồi bác, nó quá nặng rồi. Chỉ có cái là cái lốp này của nó thì em hơi chê là nó ăn nhiều đinh quá. Đi ở thành phố không sao, em ở quê đi bản lốp nó to gơm. Bình thường ví dụ con xe nó lốp nó bé thì đi nó chỉ nhặt một chiếc đinh, nhưng con này mà có hai cái đinh trên đường nó nhặt hết. Chân nó to. Đấy. Còn về em giới thiệu nói nhanh qua nhé, bởi sợ nhiều các bác xem clip không được. Hôm nay em hôm trước các bác có một bác hỏi là hướng dẫn nhớ gương đấy, thì em báo rồi, em có nói trên là trên YouTube có một clip có một bác hướng dẫn là nhớ gương rồi mà. Rồi thì em sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh nhớ gương bên phải khi lùi đấy. Và cái thứ hai nữa là em có một clip chia sẻ là về cái phần cốp điện này. Cái cốp điện này có một số bác là khi để đồ nó bị kẹt xong là không điều khiển cốp điện lên điện xuống được, thì em có một clip hướng dẫn rồi đấy, được chưa ạ? Còn về thân vỏ thì không chê được cái gì nữa, thân vỏ không chê, đi ôm cua chắc chắn, khung sườn rất là ok. Về con này thì hình thức bên ngoài không nói gì nữa, ok ạ, được chưa? Nếu các bác nào mà để xác định mua một con xe chắc chắn, nói tóm lại là về chắc chắn, về khung gầm máy thì con này nó là số 1 cho các bác. Còn nếu các bác nào mà thích đua công nghệ rồi là muốn màu mè nhiều thì bắt buộc con này về phải độ, được chưa? Phải độ. Và con này em cũng đã độ khá, em độ mà, em phải độ. Đấy. Thật ra là mua một con xe thì để cho mình cái thứ nhất gọi là tinh thần Việt đi. Đây là tinh thần Việt. Tinh thần Việt, chứ còn nếu mà để con xe này thì chắc chắn là nó về những cái độ công nghệ thì nó chưa bằng con xe trước em đi được. Con này đơn giản nhất là nhớ ghế nó cũng không có. Đấy, cái ví dụ cái đơn giản thôi. Cái nhớ ghế rồi là một số cái thiết kế, nhưng mà như thế này cũng là quá là tốt rồi. Bởi vì các bác được một bộ khung gầm của BIM thì không có lý do, khung gầm rồi máy của BIM thì không có lý do gì mà bác đòi nốt cả cái nội thất của BIM nữa, thì nó không có gần 2 tỷ đâu các bác ạ. Nó không có tỷ 6 tỷ 7 đâu. Hay là như lúc đầu các bác kia mua là 2 tỷ 2 đấy ạ. Mà nó phải 4 tỷ mấy cơ. Nên là được cái nọ thì các bác phải chịu độ cái kia, phải chấp nhận nhé. Đấy, chỉ thế thôi. Còn sau đây em sẽ vào cái phần giới thiệu, nói qua về cốp điện đã. Vì cốp điện này rất nhiều bác bị rồi. Em có làm một clip nhưng mà vô tình các bác không xem được clip đấy, thì xem được clip này chẳng hạn thì bác biết luôn. Riêng cái cốp điện này các bác ạ, vô tình mà nó gọi là nó chống bị kẹt đấy. Nó có chế độ chống kẹt, có nghĩa là khi mình đá lên này này. Đấy, mình đá lên. Cốp điện này là nguyên bản của xe ạ. Đấy. Khoang xe thì đây là khoang này có hai ghế đây, thì em để hai ghế này lúc nào dùng cần thì dùng thôi, còn không thì cứ gặp để đồ. Thì đối với cái cốp điện này thì em có clip giới thiệu rồi các bác ạ. Nếu như các bác nào mà để đồ nó bị kẹt ở phía dưới này này, sau đó là ấn cái nút này này, ấn lên ấn xuống không thể ấn được, kể cả ấn trên xe cũng không ấn được, mà nó cứ đến đoạn này nó hở mặc định, nó hất lên, thì cách khắc phục em bị 2-3 lần rồi. Có nhiều bác là không biết là cách khắc phục duy nhất là các bác cứ ấn bằng cơ, ấn bằng tay nhé, các bác sập hẳn vào luôn, sập hẳn luôn. Sau đó nếu có xe nào vẫn chưa làm được, bác sập hẳn là bác để nguyên cho em, bác tắt máy đi, bác lại nổ máy lại cho em, là bác điều khiển được cái cốp lên cốp xuống, bởi vì là
bác tất cả con xe BM à chết, con xe VinFast này, tất cả cái hãng của VinFast này, những dòng xe này bây giờ điều khiển đều bằng phần mềm. Con này đều chạy bằng phần mềm ạ. Cái đầu tiên để muốn nói là tại sao nó lại như thế thì phải nói luôn là dòng này là một dòng xe hạng sang. Họ thiết kế ra để có thể vá lỗi và có thể nâng cấp xe theo năm, theo tháng, theo tuần, theo ngày. Có nghĩa là như nào? Nó như một con iPhone các bác dùng ấy chẳng hạn. Các bác nào dùng iPhone các bác biết rồi đúng không? À, 1-2 tháng hoặc là nửa năm, 1-2 quý nó lại có một cái bản cập nhật là yêu cầu phải cập nhật. Đấy, con này cũng vậy đấy ạ. Là tại sao? Con iPhone thì họ viết ra rồi đến bao nhiêu năm nay con iPhone, nhưng họ vẫn phải cập nhật để vá lỗi là gì? Để chỉnh sửa trong thời gian dùng, khắc phục lỗi, rồi là lỗ hổng nọ, lỗ hổng kia mà khi nhà sản xuất mới đầu viết làm ra nó chưa vá được hết. Thì con này cũng như vậy. Con xe này nó khác với lại con Innova. Đấy, nó khác với con Innova hay là con Tucson hay con gì chẳng hạn. Là tất cả, ví dụ muốn tinh chỉnh máy này, bác muốn chỉnh tốc độ ga, tốc độ máy hay tốc độ vù của xe, hay tức hay là phanh hay là đèn hay là bất kỳ một cái gì trên xe, ghi nhan, nó đều cài đặt và chạy bằng phần mềm trên máy tính. Nó như cái điện thoại ấy. Hôm nay nó chưa tốt thì ngày mai BIM là họ sẽ làm khắc phục, nó sẽ tốt, nó sẽ chạy tốt, nó sẽ vá lỗi. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, con này các bác đi cảm thấy số nó tự động nó vào, nó vù chưa tốt hay nó bị lì hay như nào, thì một tháng sau, hai tháng sau thì bên Vin họ sẽ viết một cái bản cập nhật vá lỗi để họ sẽ khắc phục, để họ sẽ tinh chỉnh những cái đấy. Con này dần dần, bởi vì Vin mới ra nên không có lý do gì mà họ sẽ làm được ngay cả, cũng như các bác thôi. Bởi vì là họ chỉ mua được khung gầm và máy của BIM thôi, chứ không mua được phần mềm. Còn nếu mà mua được phần mềm thì khác gì mua con BMW về đây quá. Đấy, được chưa ạ? Thế nên là nhiều bác là chạy là cứ xảy ra một số cái lỗi này. Ô xe hôm nay nó gương nó thế này, hay là hôm nay nó kẹt cốp thế này, hôm nay nó báo lỗi này. Tại sao thế ạ? Nó chạy phần mềm mà. Chứ nó như cái điện thoại đen trắng ấy. Các bác cứ so sánh cái điện thoại đen trắng với cái điện thoại màn hình bây giờ. Cái điện thoại đen trắng thì phần mềm của nó chỉ có gì? Gọi, tin nhắn, nhận tin nhắn, nghe nhạc hoặc là chụp hình là hết, bốn phần mềm. Thế bây giờ ra một cái điện thoại màu, ôi rồi là tất cả các ứng dụng chụp ảnh camera, rồi selfie, rồi ghi âm, rồi là chỉnh Photoshop, rồi nó lại vân vân. Cái gì cũng cài được trên nó. Thì nó sẽ xảy ra là điện thoại sẽ bị hay bị đơ, hay bị treo, thì lại phải reset lại hoặc là cập nhật lại bộ nhớ hoặc là vá lỗi. Đấy, con này như vậy. Thế chính vì cái đó nên là có nhiều bác dùng những con xe phổ thông nó quen rồi. Có nghĩa là tao gài số là tao cào mày ngược thì mày đi ngược, mà tao cào mày đi xuôi thì tao xuôi, tao bắt mày đứng thì mày đứng. Nhưng con này thì nó cũng như vậy, nhưng mà có một số cái phần mềm nó đều xử lý qua phần mềm. Nhưng chính vì vậy mà em thế thôi, tinh thần Việt, không phải là vì tinh tinh là Việt đâu, em cũng nghiên cứu chứ, cũng nghiên cứu thì mới lấy xe. Đấy, thì cách tiếp theo nữa là em sẽ hướng dẫn các bác là gì, hướng dẫn nhanh nhá, cái chỉnh gương này. Tại sao các bác ơi, ở trên diễn đàn có một bác hướng dẫn chỉnh gương rồi, bác cứ vào đấy mà xem. Nhưng mà bác ấy quên mất là có nhiều bác bảo tôi chỉnh như thế không được, là bác quên gạt cái chữ R và L này. Đây là R là gương trái, R là gương bên phải, đúng bên kia đúng không? Nhưng mà vô tình bác chỉnh xong bác để ở giữa này, nó chả chỉnh gương nào cả. Đấy, thì bây giờ nhá, em ngồi luôn lên xe. Em thật ra có clip vì review rồi cho nên em không muốn. Thì bây giờ các bác ạ, các bác muốn chỉnh à? Để em các bác muốn chỉnh nhá, bác muốn chỉnh cái gì nhỉ? Cái nhớ gương này, nhớ gương này. Ví dụ bây giờ bác muốn chỉnh gương là khi lùi là nó sẽ theo ý, cái đèn gương nó sẽ theo ý mình. Thì bây giờ các bác ạ, bác gạt sang R cho em nhé. Thế này nhé, hết cỡ sang R chưa? Ok chưa? Gạt R. Đấy, xong bây giờ các bác dặn phanh, bác vào số lùi cho em. Bác vào số lùi. Đấy, cái gương của em thì nó đã tự xuống rồi, bác nhìn thấy xuống chưa? Đấy, thấy chưa? Em đã chỉnh nhớ gương, được chưa? Bây giờ em về số tiến nó trở về này. Đấy, thấy chưa? Nó tự chỉnh, bác nhìn thấy chưa? Đây nha, bác nhìn nha, em nhìn xem vào số lùi cho bác nha, nhìn này. Đây nha, em bác nhìn cái gương này, em vào số lùi này. Thấy chưa, cái gương của em nó tự chỉnh chưa? Nó tự chỉnh theo hướng em muốn nhìn. Đấy, bây giờ em về số tiến này. Đấy, bác thấy chưa? Nó sẽ căn theo cái ý thích của mình. Thì có nhiều bác bảo tôi chỉnh rồi mà không được, thì bác chú ý hộ em nhá. Đây này, phải gạt nó, cái chữ R này nó xuống thì nó mới thực hiện lệnh bên phải. Nhiều bác cài xong cứ để như này, nó không thực hiện nữa,
như bây giờ như này là nó cắt nó để tự do rồi, hoặc là bác gạt sang bên này thì nó chỉ theo gương bên này bác chỉnh được thôi, chứ nó không thể chỉnh bên gương bên kia. Bác chú ý hộ em nhé, chỉ thế thôi ạ, thì thế là đủ rồi, thế là quá đủ rồi. Còn về một số cái khác thì hôm nay em lại giới thiệu tiếp. Giới thiệu tiếp đấy là gương đấy, đấy thôi. Còn máy móc thì không chê rồi, còn bác nào cần hỏi gì thì cứ bình luận vào đây, bình luận vào đây em sẽ nói cho, bởi vì tự nhiên em giới thiệu, em nói thì em không phải là chuyên giới thiệu về ô tô. Nói thật đấy, em dùng xe thì em cảm thấy nhận như nào thì em báo các bác thôi. Còn bác muốn hỏi về cái gì thì và trong thời gian này dùng nó có những cái gì cần, nó có cái này nó tốt không hay như thế nào thì em sẽ nói clip sau ạ. Cứ bình luận vào đây em sẽ trả lời, em làm clip em giới thiệu cho.